Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, ở tập trước anh vừa đưa hai trưởng lão của U Minh Cốc về thăm Diêm Vương, mới rạng sáng người của Tiềm Long Các đã tìm đến cửa. Lúc vừa bước vào sảnh, ba huynh đệ Long Chuột đã nhận ra khí tức thiên huyền cảnh của Lôi Vân Thiên. Thiết nghĩ tối qua chính là cao thủ này đã đánh ra đại chiêu long trời lở đất đó, chỉ là không biết Lạc gia từ lúc nào có một cường giả như vậy xuất hiện. Sau khi giới thiệu, Lôi Vân Thiên nói chắc quản gia đã bị thương, không rõ sống chết. Lão Tam nghe vậy thì sửng sốt, không nghĩ tới hôm qua U Minh Cốc chuẩn bị tới hai đội nhân mã, chỉ riêng Long Quỳ thì hừ lạnh nói, chắc phàm đó chẳng phải luôn cuồng vọng sao, còn nói trong vòng 10 năm vượt mặt thất thế ra, kết quả chỉ vài tên sơn tặc đến, mọi người đều yên ổn còn riêng hắn thì bị thương, tật vô dụng. Vừa nói xong lời này, Long Chuột liền quát cô ta im miệng, sau đó quay qua xin lỗi Lôi Vân Thiên, không ngờ có cao thủ thiên huyền cảnh ở đây mà cũng không bảo vệ được chắc phàm. Lôi Vân Thiên lấy làm hổ thẹn nói, tại hạ tối qua mới đột phá, chưa đủ thực lực để bảo vệ chắc quản gia, người đến tối qua cũng là cao thủ thiên huyền, có người gọi hắn là Vân trưởng lão. Cái gì? Lật tay làm mây, U Vân Thanh, không ngờ đêm qua hắn cũng đến. Long Chuột thật sự rất bất ngờ, phải biết tên Vân trưởng lão đó đã tiến vào thiên huyền cảnh cách đây 10 năm, thực lực khủng bố, vậy mà Lôi trại chủ có thể chống đỡ hẳn một đêm, ông ta vô cùng khen ngợi. Sau đó, Lôi Vân Thiên mới kể, bản thân mình căn bản không đỡ nổi một chiêu, tất cả đều là nhờ chắc phàm, cho nên ông và Lạc gia mới giữ được cái mạng. Câu nói này thật sự đã làm cho cả nhóm người của Tiềm Long Các nghe mà dựng tóc gáy. Bọn họ thật sự không tin, dựa vào tu vi của tụ khí cảnh, có thể bức lui một cao thủ đã bước vào thiên huyền cảnh 10 năm, chuyện này trước nay chưa từng có ngoại lệ. Bức lui, các người đừng có xem thường tiểu tử chắc phàm, lão già đó là rút lui không kịp, bị chắc phàm giết chết trong nháy mắt, mà cái giá phải trả chỉ là hao phí hết nguyên lực, hơi mất sức mà thôi. Lôi Vân Thiên vừa nói xong, cả nhóm người Tiềm Long Các như thấy trời sắp sập, chuyện này làm sao có thể cơ chứ. Đúng lúc này, chắc phàm bước ra, vừa ra đã mắng bọn họ đều là những người dô giang hóa, anh đây đang chữa trị mà mấy đứa cứ hò hét dùng beng, không bệnh cũng thành có bệnh mất. Sau đó, chắc phàm lấy ra nhẫn không gian, ném xác giản đầu hói xuống mặt đất, nói với Long Cử đây là lý do khiến anh bị thương, nhìn thấy là xác của giản hói đầu. Nhóm người Tiềm Long Các càng là không thể tin nổi, một đêm tiễn hai cao thủ thiên huyền đi khiêng hòm, quá là nghịch thiên rồi. Được chắc phàm giúp mình báo thù cho con mắt chột, Long Cử vô cùng cảm kích, cũng lập tức nhận chắc phàm làm huynh đệ ruột thịt. Nó có chỗ nào cần giúp thì cứ gọi Cửu ca, ngay sau đó còn đưa cho anh một lọ đan dược siêu cấp VIP rồi, nó chỉ cần uống vào, 3 ngày sau sẽ lại khỏe như con trâu mộc. Thấy chắc phàm may mắn như vậy, Long Quỳ thật sự rất bất mãn, cô ta nói chắc phàm đây là do may mắn mới nhặt được hai lão già. Chứ tụ khí cảnh thì làm gì có cửa, tính tình của nha đầu này thật sự khiến cho mấy vị trưởng lão vô cùng ngao ngán. Chắc phàm cũng không vừa, lập tức đáp trả, chắc phàm ta quả thật là may mắn nên mới gặp được lão già cụt, tiện tay hái cái đầu của hắn, nhưng xui xẻo hơn chính là nếu không phải lúc đó ta giết cao thủ thiên huyền, hao kiệt nguyên lực, làm sao có thể bị lão già đó làm tổn thương. Không giống như ai đó, đưa cả đám người đi, có may mắn hay không cũng không sao, đương nhiên là được an toàn rồi. Câu nói này làm Long Quỳ tiểu thư nghẹn học. Mọi chuyện xong xuôi, lão Tam kêu Long Cử ở đây coi chừng thương thế chắc huynh đệ, còn bọn họ phải về bẩm báo chuyện này với các chủ. Cả ba người lúc này đều gọi chắc phàm là chắc huynh đệ. Chắc phàm cũng không ngại ngần gọi Tam ca và Ngũ ca. Câu nói này khiến hai lão đầu bực mình lắm. Long Cử nói đúng, năng lực mạnh nhất của tiểu tử này chính là thuận thế trèo cao. Hai người họ rời đi, chắc phàm kêu toàn bộ Lạc gia lui xuống để anh nói chuyện riêng với Long Cử. Lúc chỉ còn hai người, chắc phàm nói có lễ vật muốn tặng cho ông ta. Long Cử tuy vui nhưng thiết nghĩ hoàn cảnh Lạc gia như vậy, lấy đâu ra bảo vật quý hiếm, chẳng nhẽ muốn tặng ông bản vẽ thượng cổ trận sao? Chắc phàm gạt ngay suy nghĩ vớ vẩn của Long Cử, nói thượng cổ trận ít nhất cũng là 1.000 vạn tiền, chứ có phải lá mít đâu mà cho không. Sau đó anh mở bọc vải của giản đầu hói ra tặng cho ông ta con quỷ nha thôn phệ, dặn ông mang về huấn luyện, sau này nó có thể trở thành linh vật bảo vệ cho ông ta. Đến lúc này, Long Cử đã không cầm nổi nước mắt, vô cùng cảm kích với tấm lòng của chắc quản gia. Chắc phàm cũng tò mò hỏi, nếu ông ta có thể luyện một tử lôi kim nhãn, tại sao không luyện thêm một con nữa? Long Cử cũng trả lời thật lòng, tử lôi kim nhãn vốn không phải là công pháp tu luyện, có nó là nhờ vào một cơ duyên. Trong đại lục có 3 vị trí cực kỳ nguy hiểm, không thể đi vào, lần lượt là Vách Lạc Lôi, Băng Ngọc Sơn và Thiên Viêm Động, nhưng ba nơi này không phải muốn là đi. Vì thứ nhất là nó rất hiếm khi xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện đều ở vị trí khác nhau, ở nơi nó xuất hiện đều kéo theo siêu lốc xoáy, chỉ có đi vào chứ không có đi ra. Lúc còn trẻ ông ta bị lạc vào Vách Lạc Lôi một lần, bị tia tử lôi trong lốc xoáy đánh trúng con mắt, trong lúc điên cuồng tìm đường cầu sinh, bỗng nhiên có một giọng nói nam nhân vang lên, nói cho ông ta nghe một khẩu quyết, vận công theo khẩu quyết đó, ông liền khai mở được tử lôi kim nhãn, mắt bắn ra tia tử quang, sau khi có tử lôi kim nhãn, tử lôi trong lốc xoáy không đánh ông ta nữa, khi lốc xoáy qua đi cũng chỉ còn mình ông sống sót. Về sau tử lôi kim nhãn bị giản đầu hói cướp, khẩu quyết khai nhãn cũng quên đi, thế nên không thể luyện nốt con mắt còn lại. Nghe xong câu chuyện chắc phàm chắc chắn một điều, Vách Lạc Lôi chính là di tích thiên đế để lại, trong đó nhất định có công pháp tu luyện của thiên đế. Chắc phàm anh nhất định phải tìm được nơi đó, sau khi có công pháp của thiên đế, cộng thêm cửu u mật lục của cửu u ma đế,
thiên hạ này còn ai có thể xứng làm đối thủ của anh, không nghĩ tới lần đoạt xá trùng sinh này lại may mắn đến như vậy, đúng là vận may của kiếp trước dồn hết ở kiếp này mà. Từ sau hôm đó, Trác Phàm đóng cửa tu luyện một tháng, khi xuất quan anh đã đạt tới tu vi tụ khí ngũ trọng. Nếu lần trước có thể hấp thu nguyên lực của hai cao thủ thiên huyền cảnh, giờ này anh phải đạt tới đoạn cốt cảnh rồi, lãng phí thật. Vừa bế quan ra, Trác Phàm vô cùng khó hiểu, bởi vì cả nha đầu Tiểu Thúy và Lão Bảng vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy mất dép, chẳng nhẽ sau khi bế quan thì anh đã biến thành một đại ma đầu hay sao? Chỉ là không lâu sau, liền nhìn thấy Tiểu Thúy dắt Lôi Vũ Đình đi tới, gương mặt đỏ bừng e thẹn, trên tay còn có một giỏ thức ăn. Tu luyện một tháng, với tu vi tụ khí cảnh thái Trác Phàm có cảm thấy hơi đói. Nghe Tiểu Thúy nói đây là do Lôi Vũ Đình đích thân vào bếp, làm anh cũng muốn thử tay nghề của nữ sơn tặc một phen. Nhưng mà còn chưa kịp ăn miếng nào, Lạc Gia đại tiểu thư đã đến, tay cũng xách giỏ, thấy Trác Phàm chuẩn bị ăn long xào dưa của Lôi Vũ Đình. Cô có chút bực mình nói, không ngờ mới sáng ra đã có người làm đồ ăn cho Trác quản gia rồi, ta ngược lại là uổng công. Nói rồi mang giỏ đồ ăn đặt cái bộp lên bàn. Trác Phàm thấy Lạc Vân Thường khó tính, liền mở giỏ đồ ăn ra, nhưng mà điều làm anh hơi ngại chính là đồ ăn của Lôi Vũ Đình thơm ngon mỹ miều bao nhiêu thì đồ ăn của Lạc Vân Thường tương phản bấy nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt khó ở của Lạc Vân Thường, Trác Phàm liền nói sẽ ăn cả hai, bởi vì giác quan thứ 6 nói cho anh biết nếu không ăn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trác Phàm đã nhận lời sẽ ăn rồi, nhưng hai cô ả kia lại thay đổi tính nết, nhất định bắt anh phải ăn của mình trước. Sau đó thì dùng một ánh mắt không thiện cảm lườm nhau. Trác Phàm càng là khó hiểu, trước khi bế quan thì cả hai vẫn bình thường, vậy tình huống hôm nay là do ai? Cuối cùng, để cho công bằng thì anh nói ai đến trước sẽ ăn trước, thế là liền ăn giỏ đồ ăn của Lôi Vũ Đình. Vừa ăn một miếng, Trác Phàm đã không khỏi khen ngợi, tài nấu ăn của nữ sơn tặc này thật cao tay. Còn đến lượt đồ ăn của Lạc tiểu thư, vừa nhìn Trác Phàm đã muốn ói, thấy Vân Thường thúc giục, anh đành gắp một miếng lên nhai. Chỉ là thức ăn vừa đưa vào miệng, Trác Phàm liền ho sặc sụa, cảm thấy độc dược còn ngon hơn, sau đó liền quay sang ăn đồ ăn của Lôi Vũ Đình. Lạc Vân Thường đã rất xấu hổ, đã thấy lúc này Lạc Vân Hải thấy mùi đồ ăn nên đã chạy tới, thấy thằng nhóc, Trác Phàm liền kêu nó đi ăn đồ của tỷ tỷ ngươi đi. Lạc Vân Hải liền nói to, tỷ tỷ ta đâu có biết nấu ăn, còn không biết nhà bếp ở đâu nữa là. Câu nói này làm cho Lạc Vân Thường vô cùng xấu hổ, liền mang theo nước mắt mà rời đi. Lạc Vân Hải không hiểu, chẳng nhẽ mình nói gì sai, Trác Phàm ở một bên bảo hắn nói không sai, chỉ là không biết nói giảm nói tránh. Khi ăn xong thì anh cũng đi tới Tiềm Long Các, giận mọi người không được ra ngoài, tránh cho người U Minh Cốc vẫn còn ở quanh đây. Trác Phàm vừa đi, hai chủ tớ nhà Lôi Vũ Đình rất vui mừng, bởi vì Trác Phàm dường như thích họ hơn thì phải. Lúc này, tại Hoàng cung Thiên Vũ Đế quốc, Tiềm Long Các chủ Long Giật Phi và U Minh Cốc chủ U Vạn Sơn, hai con hàng này lôi nhau đến chỗ hoàng thượng để cãi lý. Sau khi bài kiến hoàng thượng xong, hai con hàng lập tức cãi nhau om sòm củ tỏi, cái đến mức lão hoàng đế suýt chút nữa tăng huyết áp, quá nhức đầu. Hoàng đế liền đổi cổ Tiềm Long Các ra khỏi Phong Lâm Thành, hạ lệnh từ nay về sau hai thế gia này không được bước vào Phong Lâm Thành nửa bước. Ông đã chán nghe chuyện thất thế gia đấu đá lẫn nhau lắm rồi. Mặc dù bất mãn nhưng hai con hàng không thể chống lại thánh chỉ. Sau khi bọn họ lui đi, lão hoàng đế mới nói chuyện với một người sau bức màn, người của U Minh Cốc đã tới Phong Lâm Thành, xem ra bọn họ đã biết mật lệnh ngàn năm trước. Hoàng thành là nơi thị phi, các đại thế lực có tai mắt khắp nơi, điều này bệ hạ phải biết từ lâu rồi chứ, người sau bức màn nói. Xem ra là phải bắt đầu kế hoạch, là ngọc thì sẽ phát sáng. Ha ha ha. Kết thúc video, đây là bộ truyện Đại Quản Gia là Ma Hoàng, được viết review bởi Phùng Triện, edit video bởi Team Chịu Gia. Các bạn nếu có thấy chỗ nào chưa ổn, hãy comment để mình hoàn thiện thêm nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.